ơi, gọi anh Hùng xem cái thằng Bo nó ngủ đấy ạ. Bo nó ngủ bên Hoàng. Hoàng à? Gọi rồi thì. Quang ngủ muộn đấy bác Quang. Chưa ngủ thì vào xem cháu cắt tóc. Nó thích. Thích như kiểu là xem lướt TikTok. Tình hình giờ này thế nào nhỉ? Hiền nhỉ? Lâu lắm anh không thấy em ở trên mạng đâu đấy. Dạo này im hơi lặng tiếng lắm. Chào Hà nha. Hà ơi, tóc về ok không em? Em nghiêng xem này chẳng. Ok. Em chào chị Hoa nhé.
Cô chẳng không được gì. Anh chào anh nhé. Mãi em về thử cô hết thử anh má này không cần phải làm đâu ok rồi. Thank you.
Tóc này của em phải rũi. Mấy cái tóc rất là bông. Em nhìn màu này ok không? Nó vẫn là sáng thế nhưng mà nhìn nó sẽ dịu mắt hơn là cái màu cũ của em. Em cúi xuống đây. Mà nó đỡ sơ tóc. Ừ, Ừ, em nó đỡ nhìn sơ. cái màu kia tươi quá.
Cái này của em dập hơi sâu, dập quá nhiều, nhiều gấp gấp rưỡi so với tóc của em. Chưa.
Anh yêu thầy. Em kia, ngủ xuống nha. Em cố với thầy nhé.
Này hôm nào em rảnh xuống dưới anh nhé, dưới cả đầu luôn đấy, rồi tóc của em nó bông lắm, anh căn bản là muộn đấy, chứ không ai cũng bảo em dưới luôn đấy. Mái cho ngắn hơn nữa không? Hay là để Ba tầm cái này? tí nữa rồi anh bấm cổ cho em. Cái thứ bảy thì em phải đi cưới. Vừa rồi. Mai thứ mấy nhỉ? Mai Thứ thì năm. thứ năm. Mai lấy bạn mình như là hơi. Là hôm nay. Tầm này vừa chưa?
Em cụ thôi nhé. Máy để tầm này vừa chứ em? Nhưng cho nó không thể anh bấm cho em một tí tí nữa nhé. Anh đang thấy là cảm tưởng kiểu em đang hơi vướng vướng mắt đúng không? Ok chưa? Anh một xíu nhé. Anh duỗi ra chắc chắn nó sẽ nhẹ hơn như này nữa nhé, bởi vì là anh đây là anh chỉ là thôi. Em cúi xuống cho anh nhé, bởi vì tóc mọi người xem ở cái phần này. Em cũng giảm bớt cái phần tóc của em đi rất là nhiều, bởi vì sao thì cái tóc của em nó cực kỳ là dày. Đấy, dày xong bắt đầu là em ấy trước em lại còn dập xù nữa này. Đấy, lại càng dày hơn. Thực ra với những tóc dày này thì ít khi em dập lắm, mà em dập cả như em dập thì em lại không dập theo kiểu dạng như này, mà em dập nó nhẹ hơn rất là nhiều, không dập quá nhiều lớp như này. Đấy, chỉ gọi là chẳng hạn như với tóc dày này mình có muốn làm phồng cái phần chân lên này, thì mình chỉ làm một cái lớp mỏng mỏng này thôi, không cần phải nhiều quá, hoặc là từ đây nó xuống gần này thôi. Đấy, một dọc thôi nhá. Đây em mới làm, đây là em còn là ra đấy, chứ còn bình thường là nó xuống tí dưới này này. Này quá nhiều, một là cái tóc của khách hàng đã dày rồi, thì cái nhất là bây giờ làm xong đây là em còn là, em cũng bỏ cái phần này em không là để cho mọi người nhìn, mọi người biết được là cái tóc của mình nó cần phải làm những cái gì cho nó hợp lý. Đó là ok nhé mọi người nhé.